Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyển động 360 nơi cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong ngày. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đang được quan tâm. Cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã qua đời sau khi bị bắn. Cựu Thủ tướng Abe qua đời sau khi bị ám sát sáng nay tại Nara, hưởng thọ 67 tuổi cán bộ đảng dân chủ tự do chính thức xác nhận cựu Thủ tướng Abe đã không qua khỏi bất chấp nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ vụ việc đã gây chấn động toàn nước Nhật khi chỉ còn hai ngày nữa là đến cuộc bầu cử thượng viện vào khoảng 11 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 7 cựu thủ tướng Abe đã bắn từ đằng sau vào khu vực cổ và ngực trái trong lúc đang diễn thuyết trên đường phố gần ga Yamato Saidaiji thuộc thành phố Nara. Cựu thủ tướng rơi vào tình trạng tim phổi ngừng hoạt động với vết thương hở trên cổ, ngay sau đó đã được thực hiện hồi sức tim phổi rồi được máy bay trực thăng đưa đi cấp cứu bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh được biết. Chiều nay, phu nhân Aki cũng đã vào thăm chồng tại bệnh viện cảnh sát đã bắt giữ tại hiện trường nghi phạm Yamagami Tesuya, 41 tuổi, sống tại thành phố Nara, từng làm trong lực lượng phòng vệ trên biển 3 năm cho đến năm 2005. Hung khí được cho là một khẩu súng shotgun, súng hoa cải tự chế hiện cảnh sát đang tiến hành khám xét nhà của nghi phạm. Đài NHK và hãng tin Jiji cùng đưa tin cựu thủ tướng Nhật Abe Shinzo đã qua đời sau khi bị bắn tại sự kiện vận động tranh cử ở Nara. Ngày 8 tháng 7, theo một quan chức cấp cao của Đảng Dân Chủ Tự Do, cựu Thủ tướng Abe đã qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Kashihara, tỉnh Nara, nơi ông được điều trị y tế. Đài NHK đưa tin, trước đó, lực lượng cứu hộ cho biết ông Abe bị thương và chảy máu ở vùng cổ bên phải, đồng thời chảy máu ở ngực trái. cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo